Hồi 62. Lại gặp Bồ Tát Địa Tạng Vương. Viết xong du ký mở hội lớn. Phật sống Tế Công. Giáng ngày 6 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Thiên Hoa Pháp Vũ Kết Giao Thiên, Ngọc Quyển Tu Thành Nhất Đóa Liên, Thánh Sách Phù Quang Thủy Vạn Cổ, Du Thư Tự Tự Ký Hoàn Toàn. Dịch: Kinh Vàng Mưa Pháp Phật Trao Truyền, Quyển Ngọc Tu Thành Một Đóa Sen, Sách Thánh Hào Quang Ngời Vạn Thuở, Lời Lời Du Ký Chép Không Quên. Tế Phật: Hôm nay là ngày vui sướng vì mất trọn 2 năm dạo thăm âm phủ để ghi chép sách Địa Ngục Du Ký, giờ đây mới tới được chương kết thúc. Bộ sách quý giá hiếm hoi trên đời này đã nói hết chân lý của nhân sinh, có người không tin, nhưng chẳng huống có thật mà chư sinh dạo âm phủ suốt 2 năm qua hẳn đã thấy rõ như màn ảnh hiện hình người thật, việc thật. Cho nên ta hy vọng chúng sinh dưới gầm trời, tin cái có chẳng thể tin cái không, lãnh hội được sinh là cái khởi đầu nhỏ nhoi, tử mới là kéo dài bất tận. Do đó lúc sống dù có biết trước cũng chẳng thể nhận ra được 1% chết. Hãy nhìn đám u hồn đang kéo đi lũ lượt trên ngả đường dẫn đến âm phủ. Tự Cổ Chí Kim, kẻ sĩ trung hiếu tiết nghĩa, sau khi chết, một luồng linh quang phất phới bay lên thiên đường, lưu lại hương thơm muôn đời, hiện rõ tâm trung trinh, đại tiết. Còn nếu như bọn phản bội chân lý, chính nghĩa, luân thường, sau khi chết linh hồn ô uế chẳng thể kham nổi, tối tăm trầm luân ở địa ngục. Nguyện chúng sinh sau khi đọc xong sách Địa Ngục Du Ký như tỉnh cơn mộng lớn, trở lại si mê trong cảnh tình phàm tục vì càng rơi càng sâu, cuối cùng không cứu chữa. Bữa nay là lần dạo âm ti cuối cùng, dương sinh hãy lên tinh thần, y phục đoan trang, chuẩn bị xuống âm ti lãnh thưởng. Dương sinh: Thưa ân sư, niềm vui ngập tràn lòng, còn nói chẳng nên lời, hai thầy trò phụng chỉ viết sách, nhiệm vụ sắp hoàn thành mới có thể nhẹ nhõm thư thả một chút. Tế Phật: Người có chí việc ắt thành, trời không phụ kẻ có lòng, mong gắng tinh tiến, mau lên đài sen. Dương sinh: Bữa nay đài sen tại sao to lớn một cách đặc biệt, lại có hào quang tỏa bốn phía? Tế Phật: Vì từ 2 năm nay mình luôn lui tới âm phủ dương gian để phục vụ, nên đóa sen này cũng được điêu luyện mà trở thành to lớn, mạnh mẽ phát hào quang. Dương sinh: À thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là ảo diệu vô cùng. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: À, quảng trường trước mặt náo nhiệt quá, tiên nhạc diễn tấu vang vang bên tai, các bàn tiệc chạm trổ bằng ngọc thạch đã bày biện sẵn, những quan khách đi đi lại lại đều là những người con chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có người mặc áo tu sĩ bay phất phới, cũng có sa di, nho sĩ cùng nhân sĩ các nước đều bận đồ tu hành, chẳng rõ họ từ phương xa nào tới. Tế Phật: Nhân phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký sắp xong, U Minh giáo chủ đặc biệt thiết yến tại trước cung Địa Tạng để ban lễ ăn mừng. Bữa nay chúng ta là thượng khách, con thấy tiên sứ, sa di, nho sĩ, các vị tân khách cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương đã tiến ra nghinh tiếp chúng ta, mau tiến lại lạy chào ra mắt. Dương sinh: Vái chào Bồ Tát Địa Tạng Vương cùng chư vị đạo trưởng. Tại hạ là môn sinh của ân chủ Quan Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, phụng chỉ theo Tế Phật dạo địa ngục viết sách, thừa hưởng tâm từ bi của Bồ Tát Địa Tạng Vương, sắc lệnh cho các ti các ngục ở âm phủ giúp đỡ công tác viết sách. Bữa nay nhiệm vụ hoàn thành, đặc biệt theo ân sư cùng tới bái tạ, không quản nhọc nhằn. Giáo chủ bày biện cảnh trí như thế này, thật ra là quá ngạc nhiên và cảm động. Giáo chủ: Mời Dương Thiện Sinh đứng lên, nhà ngươi cùng Tế Phật quá gian lao khổ cực, đã từ 2 năm nay bôn ba khắp nẻo đường địa ngục, tâm cứu độ chúng sinh quý giá thực là hiếm có. Ta bữa nay đặc biệt thiết yến để chúc mừng, công thành mà sách cũng thành, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong, đăng thượng tòa. Dương sinh: Thưa không dám. Tế Phật: Bữa nay U Minh giáo chủ Bồ Tát Địa Tạng Vương đặc biệt vì mình thiết yến, ta thấy hà tất phải chối từ, khổ cực suốt 2 năm mới được một chút vinh dự này, theo ta lên trên ngồi. Dương sinh: Xin ân sư ngồi, còn con đứng hầu. Tiệc hội mừng này, người tới mỗi lúc mỗi đông, người nào người nấy đầu tỏa hào quang, tin tưởng là đạo hạnh sâu dày. Giáo chủ: Bữa tiệc hôm nay cốt để chúc mừng sách Địa Ngục Du Ký đã viết xong. Nhân vì địa ngục đều được các tôn giáo trên thế giới thừa nhận, cho nên bất luận đạo Nho, Thích, Gia Tô, Hồi hay các tôn giáo mới thiết lập khác, từ giáo chủ cho chí tín đồ đều mời tham dự hết.
Do đó mà chư thiên đã phái các tiên sứ, thiên sứ tới tham dự hội lớn. Giao Chỉ Kim Mẫu còn đặc biệt ban đảo tiên cùng Diệu Quỳnh Tương, Dương Thiện Sinh người thật là có phước. Dương Sinh cảm tạ sự chiếu cố của Thánh, Phật, Tiên, Thần của các tầng trời, hiện thời tiếng thiên nhạc hòa tấu vang vang. Giáo chủ, hội lớn sắp khai mạc, giáo chủ các tôn giáo cùng Quan Âm đại sĩ cũng giáng lâm. Đại sĩ, bữa nay may mắn gặp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dương Sinh lạy chào Quan Âm đại sĩ. Giáo chủ, đã tới giờ khai mạc đại hội, tấu thánh nhạc, chư vị yên vui. Quý vị đều là khách quý từ thiên đường bữa nay xuống thăm địa phủ, khiến âm ti đại phóng quang minh. Nhân thánh hiền đường tại tỉnh Đài Trung ở Đài Loan thuộc Nam Thiểm Bộ Châu khâm phụng ngọc chỉ của Thượng Đế, dạo âm phủ viết sách để khuyến hóa thế đạo nhân tâm, khí ô trực lắng trong. Phật sống tế công tính thích khôi hài, người đời gặp Tế Phật muôn lòng đều vui vì Tế Phật mượn cớ điên cuồng giúp đời. Mỗi lời mỗi tiếng như một giọt sương ngọt ngào, vị thuốc tiên, vị nước cam lồ tuyệt diệu có thể cải tử hoàn sinh, cho nên Ngọc Đế ra lệnh Tế Phật phải lo dẫn đường. Không những là người thấu suốt âm ti mà còn có thể chuyển thiên cơ một cách hết sức sinh động cùng tuyệt vời. Cho nên có thể nói là một nhân tài dẫn đạo tối hợp tình, hợp cảnh. Dương Thiện Sinh là đệ tử chính của đàn cơ thánh hiền đường Tĩnh Linh trong lành sáng suốt, theo Phật sống trải khắp các ngục 10 cửa điện, công khuyến thế sâu dày. Bữa nay sách hoàn tất, đặc biệt cử hành tiệc này một là để biểu lộ ý chúc mừng, hai là để bày tỏ thế giới tuy lớn nhưng tại linh giới các giáo không hề thấy có cửa ngõ như bữa nay tại đây. Nhân sĩ các giáo ngồi chung, hòa khí vui tươi, hiển lộ rõ cảnh tượng đại đạo hết sức vô tư không hề phân biệt chia rẽ. Mong chúng sanh trong thiên hạ nhận rõ lẽ này mà tìm về chân lý, tu tâm dưỡng tánh, tôn kính giữ gìn đạo đức khổng mạnh. Nếu như vứt bỏ luân lý cương thường sẽ càng thêm tính dã man, hẳn là không được hưởng hạnh phúc văn minh chút nào. Hành đại đạo, coi thiên hạ là chung, từ cái yên nhỏ mà đun đẩy thế giới tiến đến đại đồng, đó mới là hạnh phúc của chúng sinh. Xin ngừng lời tại đây. Khai tiệc. Tế Phật. Dương Sinh, đừng làm khách. Đây là Diệu Quỳnh Tương cùng Đào Tiên Vương Mẫu, ăn uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Dương Sinh cảm tạ ân sư, con không khách sáo, nhân cơ hội này con ăn nhiều hơn. Giáo chủ, hoan nghênh sư tổ Lữ Thuần Dương đã tới. Lã tổ, xin giáo chủ chớ quả lễ độ, tôi kính vâng lời dạy của Ngọc Hoàng, đặc biệt mang giấy ban khen sách tới giao cho Dương Sinh đem về làm phần thưởng cho việc viết sách của Thánh Hiền Đường. Dương Sinh lạy tạ ơn trời. Giáo chủ, mời sư tổ dùng tiệc. Lã tổ, đa tạ. Giáo chủ, vì thời giờ đã muộn, sự tiếp đãi như có điểm nào không được chu toàn, xin chư vị cao minh chân chính tha thứ. Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh bữa nay tới đây dự hội, tôi cảm thấy lòng vui sướng vạn phần. Cửa thiền phát huy đạo giáo, ứng thiên cơ thuyết pháp là một nghĩa cử thuận lòng trời, hợp lòng người. Quyển sách Địa Ngục Du Ký nọ viết nên được là hoàn toàn nhờ dựa vào bút Liễu Cảnh Đào, thông tính linh truyền chân lý của Thánh Sư Ban. Người đời nên hiểu sự dụng tâm của trời, cố gắng tôn kính vâng theo lương tâm thiện lý, sau khi chết mới được miễn hình phạt của 10 cửa điện. Danh xưng Bồ Tát Địa Tạng là tiếng tôn xưng nơi cửa Phật, còn như cửa đạo lại tôn xưng tôi là Phong Đô Đại Đế, cũng như âm phủ còn gọi tôi là Phong Đô Địa Ngục. Người đời phần lớn chưa rõ, bữa nay nhân Địa Ngục Du Ký viết thành phụ làm lời nói cuối sách để người đời được tỏ. Tế Phật. Đài sen hiện giờ lơ lửng giữa không trung, từ 2 năm này chư sinh thuộc Thánh Hiền Đường gian lao khổ cực mới gặt hái được đạo quả. Ta không có lễ vật ban tặng, nên đem tòa sen này ban cho Dương Sinh để làm vật kỷ niệm, vì suốt 2 năm qua thầy trò ra vào chốn U Minh viết sách, hy vọng Dương Sinh rất yêu quý nó. Dương Sinh cảm tạ ân sư đã ân ban tòa sen, nhận xong mới cảm thấy thẹn thùng. Con nguyện tôn trọng lời thầy dạy cùng trông mong từ đây mãi mãi về sau ân sư có thể tùy thời mở đạo. Tế Phật. Phật ở bên cạnh con, chỉ cần con giữ vững tâm Phật, ắt có thể thành Phật vậy. Giáo chủ, bình rượu Quỳnh Tương đặc biệt này, mời Dương Thiện Sinh mang về Thánh Hiền Đường tặng toàn thể môn sinh uống, họ cũng quá khổ cực gian lao. Phàm kẻ ấn tống hay thuyết giảng sách Địa Ngục Du Ký để khuyên đời, ngày đêm du thần tùy thời đi tuần để kiểm tra rồi về báo cáo, địa phủ đều có hồ sơ lưu giữ, phàm có điều sở cầu đều có thể hiệu nghiệm như âm thanh tương ứng. Hy vọng nhiều người phát tâm in tặng để truyền bá khắp trong thiên hạ.
công đức kêu gọi lòng người thức tỉnh thực quả là vô lượng. Sau hết xin chúc thánh hiền đường môn sinh công quả tròn đầy, vận may hưng phát. Tế Phật. Dương Sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh. Cảm tạ Ngọc Đế, giáo chủ ân sư cùng chư vị đạo trưởng đã che chở chỉ dạy, vĩnh viễn khó quên ơn, ước mong tái ngộ. Giáo chủ. Mời quý vị đang an tọa đứng lên, tiễn chân Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại thánh hiền đường. Tế Phật. Diệu Quỳnh Tương phải giữ khéo, đó là báu vật sau 2 năm khổ cực gian lao mới thâu hoạch được. Dương Sinh. Thưa con sẽ không để thất lạc, đã giữ kỹ thành quả này, giấy ban khen cũng cất trong bọc, con đã lên đài sen, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật. Vì ai mà khổ cực, vì ai mà gian nan, âm dương giới, quỷ môn quan, đi khắp cõi âm tàu địa tạng, 2 năm vắt cạn tâm huyết, tung hết sức lực là cốt mong chúng sinh bỏ ác theo thiện, đến nay nguyện ước đã thành, kế còn lại chỉ là nhìn chúng sinh có quay đầu hướng vào bờ hay không mà thôi. Địa ngục du ký viết xong, tâm thân được vui vẻ thanh nhàn, muốn tu, không tu ta chẳng quản, đọa địa ngục, lên thiên đường đều do người đời tự mình đi tới, nhớ đấy, nhớ đấy. Mong ước chúng sinh như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Ta cùng đồng tử Ngọc Hư phải trở về trời trả sắc chỉ.